ra sân. Các bạn đang được theo dõi trận thi đấu ở vòng 9 trong khuôn khổ giải bóng đá cúp đất bỏ season 2 năm 2023 giữa hai đội bóng FC Bob và FC Panda. Như vậy là FC Bob sẽ thi đấu bên phần sân bên trái và được giao bóng trước. Cả hai đội bóng đang tranh thủ những khoảnh khắc để chụp những bức hình kỷ niệm trong giải bóng đá cúp đất mỏ trên cầm phá giờ trong bảng xếp hạng. Và trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên. Cầu thủ FC Bob ra sân với cầu thủ mang áo số 2 Trung Cun, số 6 Thế Anh, số 10 Văn Dương, số 15 thủ môn Vũ Nguyên, số 22 Long Seo, số 23 Đức Chính và số 29 Tiến Đạt. Cầu thủ FC Panda có chiều cao lợi thế hơn một chút so với đối thủ là FC Bob. Văn Dương tranh chấp, thủ môn đã dâng lên cực kỳ cao, dứt điểm vào khoảng trống không thành. Rất đáng tiếc là chưa có bàn thắng sớm trong tình huống dứt điểm của Mr. Tàu khi anh đã thấy thủ môn Vũ Nguyên dâng lên cao và dứt điểm ngay. Nhưng rất đáng tiếc là Mr. Tàu đã để bóng. Trọng Kha, Miso dứt điểm. Tình huống dứt điểm từ xa của Miso, bóng đi vọt xa ngang một chút. Hai cú dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Panda. Roseo chính đứng chuyền vào, dứt điểm. Hơi bị với trong tình huống này, vẫn còn dứt điểm. Như vậy là có bàn thắng cho Thế Anh. Xin chúc mừng các thủ FC Bob, một bàn thắng sớm. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Thế Anh. Trước đó bóng chập đập cột dọc và chạm vào chân thủ môn và đi vào lưới. Bàn thắng sớm ở phút thứ 5. Pha tranh chấp bóng rất quyết liệt và trọng tài đã cắt còi. Tình huống tranh chấp giữa Mr. Tàu và cầu thủ đang nằm sân. Anh tỏ vẻ rất đau đớn. Chúng ta cùng xem lại pha tranh chấp bóng này. Cầu thủ đang nằm trên sân là Trung Cun. Pha vào bóng Kiên Trung. Kiên Sĩ Lã Sĩ Bành dứt điểm. Cú dứt điểm chưa đủ độ khó để Vũ Nguyên có thể bị khuất phục. Đó là những câu trả lời của Panda. Tôi đi Bùi. Mr. Tàu dứt điểm. Cú dứt điểm rất căng và như vậy là đã có bàn thắng thứ hòa gỡ hòa. Thắng được ghi một cách cực kỳ quyết tâm. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Bàn thắng của Lãm Si Bành. Chúng ta cùng xem lại tình huống phản công này. Cú dứt điểm rất căng của Mr. Tàu và bóng bật ra. Cú đá bồi. Miso chơi bóng vào trong, dứt điểm. Cú bắt vô lề rất đẹp mắt của Trọng Khà. Nhưng Vũ Nguyên đã chọn vị trí tốt để cản phá cú dứt điểm này. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn và chúng ta thấy được những miếng đánh sắc bén của các cầu thủ. Đây là Mr. Tàu. Phía trong có đồng đội. Vẫn là Mr. Tàu. Và con bóng dứt điểm. Tình huống dứt điểm về phía cột 2 của Trọng Khà. Rất đáng tiếc là bóng lại xoáy ra ngoài. Và phối hợp nhuần nhuyễn của Mr. Tàu và Trọng Khà. Trong tình huống này thì Kiên Trung đã rất bình tĩnh. Và Hữu Thành Tòng cũng đã dâng lên kịp thời. Lông Xê Ô Thế Anh. Vẫn là cái tên Thế Anh trong bàn thắng thứ hai này. Anh là một cầu thủ quá khôn ngoan để chọn những vị trí cực thuận lợi để đón đường những đường truyền. Và việc của anh là một cách dứt điểm cách dễ dàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho. Xuất phát từ tình huống đá bồi. Trước đó Mr. Tàu đã có một cú dứt điểm cực kỳ căng. Kiên Trung. Miso cũng được. Ta cùng xem lại tình huống tấn công. Bóng không đến chân của Miso. Đây là Trung Cun.
Trung Cun và Mr. Tàu. Mr. Tàu rất khỏe và đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau của Mr. Tàu với Trung Cun. Trọng tài đã rất dứt khoát cắt cò trong tình huống này. Vâng, chúng ta xem lại băng quay chậm thì đúng là Mr. Tàu đã có tắc rất khỏe. Đột phá vẫn là Mr. Tàu và giật bóng về, được chuyển về cho Trọng Kha. Trọng Kha dứt điểm, bóng đã chạm vào Thế Anh. Trọng tài cắt còi. Ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống dứt điểm của Trọng Kha. Trong tình huống này thì và FC Bốp đang xếp trên. Trọng Kha dứt điểm, rất đáng tiếc cho Trọng Kha, bóng đi vào cột, chạm vào cột dọc bật ra ngoài. Thủ môn trong tình huống này đã đứng chôn chân. Một cú sút có lực và đã vượt qua được hàng rào, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng cỡ hòa. Có thể dứt điểm, bóng đi chệch xa ngang một chút xíu thôi. Trong tình huống dứt điểm của Tony Bùi, liên tiếp là những cú nã pháo cực kỳ căng vào khung thành của Vũ Nguyên. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Tony Bùi. Có khoảng trống và có thời gian để, với thế trận như này thì có lẽ sớm muộn thôi sẽ có bàn thắng gỡ hòa cho Panda. Mr. Tao dứt điểm, thủ môn đã chơi tốt. Cú dứt điểm xoáy nhưng chưa đủ lực để khuất phục Vũ Nguyên, và anh hoàn toàn có thể bắt dính bóng. Kể cả những tình huống dứt điểm dẫn đến bàn thắng của Thế Anh, không biết anh từ đầu xuất hiện và đưa chân để dứt điểm bóng vào lưới Thế Anh. Văn Dương. Về đội hình của Bốp thì đã có những cá nhân thi đấu tỏa sáng. Hợp lệ đến từ Thế Anh. Đức Chính chéo bóng vào. Hữu Tổng đã dứt phá bóng lên. Cơ hội dứt điểm. Như vậy là có bàn thắng cơ hội trong những gì cố gắng. Trọng Kha đã có bàn thắng. Bàn thắng cơ hội những phút cuối, ở phút cuối cùng của hiệp 1. Đúng như tôi đã dự đoán. Sau những gì nỗ lực thì đã được đền đáp xứng đáng. Và lần này thì Trọng Kha đã đưa tình huống đá biên cho thủ Panda. Trung Kiên. Và trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Một trận đấu kịch tính, một hiệp đấu kịch tính, gay gấn và tỷ số đã phản ánh đúng cục diện. Mặc dù anh không có bàn thắng cho riêng mình nhưng đã tạo ra những cơ hội để các đồng đội có những bàn thắng. Vậy là trận đấu được bắt đầu. Miso. Không phải. Đó là Trọng Kha. Tôi đi Bùi. Đây là Phạm Quảng, cầu thủ mới vào sân bên phía Panda. Mr. Tàu chuyển bóng về cho Trung Kiên. Mr. Tàu đường chuyền dài, tình huống dứt điểm rất khéo. Trung Kiên phá quảng dứt điểm. Cú dứt điểm chưa đủ độ khó để Vũ Nguyên chịu khuất phục. Vũ Nguyên đã có rất nhiều những tình huống bắt bóng dính. Ta cùng xem lại tình huống này. Lê Phương, Phạm Quảng, vẫn là một thế trận áp sát của các thủ Panda. Phản công, Văn Dương dứt điểm từ xa. Hữu Tổng đã chọn vị trí tốt. Lộ Sơn và nỗ lực của Xuân Hiếu. Hữu Tổng đã cực kỳ vất vả trong tình huống bảo vệ cầu môn. Đường chuyền dài, cơ hội dứt điểm. Đã có tình huống vấp bóng, không có tình huống phạm lỗi của thủ môn với Trung Hậu. Hữu Tòng đã khống chế rất bình tĩnh và cứu thua cho đội bóng của mình một bàn thua trông thấy.
Chúng ta cùng xem lại. Thủ môn đã nằm ra. Mr. Tàu, tốc độ Mr. Tàu bên phải có đồng đôi nhưng làm cú dứt điểm rất căng. Một bàn thắng quá đẹp mắt của Mr. Tàu. Và đi bóng cá nhân và dứt điểm quyết đoán. Và quan trọng là nó chính xác và đẹp mắt. Tỷ số là 3-2 cho cầu thủ Panda. Ta cùng xem lại tình huống này. Dứt điểm ở góc gần. Nhưng uy lực của một kịch bản tương tự như trận đấu giữa Cẩm Phả 24 giờ và Bia Bốp. Lại tiếp tục là một màn dứt tỷ số nữa. Và lợi thế đang có cho cầu thủ Panda. Liệu rằng FC Bốp sẽ có bàn thắng gỡ hòa ngay sau đây không? Nhưng ở hiệp 2, những đội bóng nào mà có bàn thắng ở hiệp 2 thì tinh thần của họ sẽ... Lê Phương chéo bóng vào, đánh đầu. Vị trí chọn là tốt của Tony Bùi. Anh đã đứng ở vị trí góc và tung ra một cú sút, một cú Thế Đạt được chuyền dài. Tình huống phá bóng tốt của Phạm Quảng. Khôi Tít không được. Văn Thí đã xử lý tốt. Trung hậu. Quả người không thành công. Phong Hiếu đã làm tường tốt. Đây là vòng thi đấu cuối cùng. Mr. Tàu dứt điểm. Suýt chút nữa thì Mr. Tàu đã đặt một dấu chấm hết. Nhưng lần này thì Vũ Nguyên đã bay người cản phá bóng tầm công, thành công. Xoay người và dứt điểm uy lực. Vẫn là trung hậu. Sẽ được chuyển trực tiếp vào trung lộ nhưng đã bị bắt bài. Thế Anh. Đường chuyền dài. Rất thoáng cho Xuân Hiếu. Đường chuyền vào. Hữu Tòng đã lăn xả và phải dành những lời khen cho anh và những tình huống can thiệp. Thế Anh lấy bóng rất tốt, phản công, 3-2. Vẫn là Thế Anh. Đường chuyền vào không được, rất đáng tiếc cho sự nỗ lực của Thế Anh. Thế Anh. Như vậy trọng tài xác định có bàn thắng ở một vị trí gần như vậy. Và trọng tài xác định xuất phát từ tình huống đá biên của Thế Anh. Thì bóng đã chạm tay Hữu Tòng. Tiếng còi đã cất lên cách rất quyết đoán. Và vị trí gần như vậy thì chắc chắn là trọng tài sẽ không sai lầm được đâu. 3-1 một bàn thắng đến rất bất ngờ. Và như vậy thì chúng ta có thể tính là Thế Anh đã lập một cú hat-trick trong những khoảnh khắc quyết định của trận đấu. Thế Anh. Là Thế Anh. Thế Anh có người rất tốt và dứt điểm. Quá tuyệt vời Thế Anh ơi, bàn thắng thứ tư của Thế Anh. Cũng như là bàn thắng thứ tư của FC Bốp. Một cá nhân có thể làm lên cả một trận đấu. Và đi bóng và dứt điểm về phía cột hài. Phạm Quảng được chuyền. Và trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu của vòng 9 giữa FC Bốp và Panda. Xin chúc mừng các cầu thủ Bốp có một chiến thắng mà không ai ngờ tới.